Số 628. Kinh Vị Tần Hữu Chánh Pháp quyển 3. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni lại bảo Tôn Giả Xá Lợi Phất: Tôn giả nên phát tâm vô thượng Bồ Đề, tu các hạnh của Bồ Tát, không nên ưa thích quả thanh văn. Vì sao, này Xá Lợi Tử? Vì tất cả chúng sinh ở trong luân hồi không biết sợ hãi, thì làm sao giải thoát? Cho nên các Bồ Tát nên phát đại tinh tấn ở trong luân hồi, dùng đủ cách hóa độ để họ sợ sinh tử, nhằm ra khỏi ba cõi. Nếu ông chỉ thích quả thanh văn, thì không thể nào phát tâm đại Bồ Đề để cứu độ tất cả chúng sinh. Cho nên tất cả chúng sinh nếu được gặp Bồ Tát khuyên dạy phát sinh tinh tấn, thì được giải thoát khỏi sinh tử và cũng có thể phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, vào thời quá khứ có Phật ra đời, tên là Cụ Túc Công Đức, gồm đủ 10 tôn hiệu là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Tiền Tệ, Thế Gian Giải, Vô Thường Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Tiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Trong Pháp hội của Phật ấy có 100 câu chi chúng thanh văn, có 8.000 chúng Bồ Tát. Đức Phật ấy sống 10 vạn tuổi, có 2 vị thanh văn làm tượng thủ, một vị tên Xuất Hiện có trí tuệ bậc nhất, còn vị thứ hai tên Phấn Tật có thần thông bậc nhất. Bấy giờ, đúng giờ ăn, Như Lai Cụ Túc Công Đức đáp y ôm bát, có đại chúng đi theo gồm một phương thành, theo thứ lớp khất thực. Thành này tên Diệu Âm. Khi Phật vào thành, vị thanh văn trí tuệ đi bên phải Đức Phật, vị thanh văn thần thông thì ở bên trái, còn chúng thanh văn khác đều đi phía sau. Riêng chúng Bồ Tát thì đi trước, hướng dẫn. Lại có Đại Phạm Thiên Vương, Đế Thích Thiên Chủ, Hộ Thế Tứ Thiên Vương và các chúng trời đi theo Thế Tôn và Vương Thành ấy. Bây giờ trong thành có 3 đồng tử trang sức đủ loại trên thân đứng ở bên đường, cùng nhau đùa nghịch. 3 đồng tử nhìn thấy Thế Tôn với tướng tốt đẹp đẽ, oai đức vô lượng, ánh sáng rực rỡ giống như vàng ròng, hình dáng oai nghiêm như Đại Long Long Vương. Thấy vậy, 3 đồng tử hoan hỷ, xin lòng cung kính. Đồng tử thứ nhất nói: Các bạn thấy Đức Phật Thế Tôn kia không? Là bậc tối tôn, tối thượng trong chúng sinh, có phước đức vô cùng tận, trời người đều cung kính, chúng ta nên cùng nhau cúng dường, chắc chắn được quả lớn. Cùng nhau bàn luận xong, đồng tử thứ nhất nói kệ: Phật này tôn quý trong chúng sinh, Phật xứng đáng trời người cúng dường, chúng ta nên tiếp lễ cúng dường, được quả báo lớn không uổng công. 2 đồng tử còn lại nói kệ: Tôi bày cúng dường không hương hoa, cũng không có những vật tốt đẹp, nhưng chỉ có cả thân mạng này, sẽ đem cúng dường Phật Thế Tôn. Thế rồi đồng tử thứ nhất liền cởi những châu ngọc anh lạc quý báu để trên thân, giá trị hàng 100.000 lượng vàng, nói với 2 đồng tử bằng kệ: Nay tôi sẽ đem anh lạc này cúng Phật Như Lai Đại Trí Tôn, nguyện tôi sau khi cúng dường Phật sẽ được đại phước đức vô lượng. Thấy đồng tử ấy đã cúng dường rồi, 2 đồng tử còn lại cũng đều cởi những anh lạc quý giá đeo nơi thân, hướng tới đồng tử kia nói kệ: Ta đem anh lạc dân cúng dường, bậc nhất thiết tối thắng chánh giác, đã cúng dường với lòng thành này, nguyện cầu được chánh pháp của Phật. Thấy 2 đồng tử này cùng dân cúng anh lạc, đồng tử trước nói với họ: Hai bạn đã tạo phước lợi vô tận, đối với Phật Pháp nên cầu những quả gì? Đồng tử thứ hai nói: Tôi nguyện vào đời vị lai được làm đệ tử ở bên phải của Đức Thế Tôn và được trí tuệ bậc nhất. Đồng tử thứ ba nói: Tôi nguyện vào đời đương lai được làm đệ tử ở bên trái của Đức Phật và được thần thông bậc nhất. Sau khi nói sở nguyện của mình xong, 2 đồng tử lại hỏi đồng tử thứ nhất: Bạn dẫn đường rất giỏi, là bạn lành của tôi. Vậy bạn dâng cúng dường là muốn cầu gì? Đồng tử thứ nhất trả lời: Sở nguyện của tôi là nguyện sẽ chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề, đầy đủ nhất thiết trí, thông ánh sáng rực rỡ để tất cả chúng sinh thấy đều hoan hỷ mà phát tâm Bồ Đề, giống như sư tử chúa có đại chúng vây quanh, giống như Phật ngày nay không khác. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử: Khi 3 đồng tử ấy phát thệ nguyện thì trong hư không có 8.000 thiên tử cùng nói rằng: Lành thay, lành thay, các ông nói lời này rất hay, sự mong muốn và đạo quả thù thắng quyết định là có thật, không nghi ngờ. 3 đồng tử ấy đều đem anh lạc đến trước Đức Phật. Đức Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử:
Như Lai cụ túc công đức, thấy ba đồng tử đem các anh lạc đến chỗ Phật, liền nói với Bí Xô Hải Tuệ: Này Bí Xô, ông có thấy ba đồng tử này không? Hải Tuệ thưa: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật nói: Này Bí Xô, tâm nguyện của đồng tử thứ nhất khác với hai đồng tử kia, vì cất chân, hạ chân đều tự tại, đặc biệt tôn quý giống như chuyện Luân Thánh Vương. Giả sử trăm ngàn Phạm Vương, Đế Thích cũng không thể sánh bằng, nay đến chỗ Phật phát tâm đạo vì muốn cầu cho đắc đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Đến ở chỗ Phật, ba đồng tử đều lễ lại sát chân Thế Tôn và đem anh lạc dâng lên cúng dường. Được Đức Phật thọ nhận, người phát tâm thanh văn thì những anh lạc đã hiến cúng trụ trước Phật. Người ai phát tâm Bồ Đề thì anh lạc đầy hiến cúng trụ trong hư không, khi trên Đức Phật, biến thành đài báu có bốn trụ, được trang hoàng, đẹp đẽ. Trên ấy có vô lượng chư Phật ngồi kiết già, hiện các tướng đẹp, đủ những trang nghiêm thù thắng, vô lượng. Bây giờ Như Lai cụ túc công đức liền nhập tam muội quán khắp tướng biến hóa của chư Phật Như Lai. Từ giữa mặt Phật ấy phóng ra ánh sáng đủ màu sắc, như xanh vàng, đỏ trắng, hồng, tía, xanh lục, tỏa chiếu khắp phổ biên thế giới, lên đến trời Phạm Thiên, che lấp ánh sáng mặt trời mặt trăng. Sau khi ánh sáng ấy chiếu như vậy rồi, thì nhiễu quanh Phật theo bên phải ba vòng và trở lại nhập nơi đỉnh đầu của Như Lai. Bí Xô Hải Tuệ thưa Phật: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà phóng ra ánh sáng này? Cúi xin Thế Tôn chỉ dạy cho con được biết. Phật bảo Bí Xô: Ông thấy anh lạc mà hai đồng tử kia cúng dường Phật đang trụ trước Phật không? Bí Xô thưa: Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật bảo Bí Xô: Hai đồng tử này vì cầu quả thanh văn, ưa thích chứng niết bàn tự lợi, nếu không thể phát tâm đại bồ đề. Này Bí Xô, anh lạc mà đồng tử đầu tiên cúng dường đang ở trong hư không phía trên Đức Phật, hiện ra nhận biến hóa. Người ấy vì cầu chứng đắc đạo quả Vô Thượng Bồ Đề, đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh. Còn hai đồng tử kia chỉ thích trí tuệ và thần thông, nếu không tạo lợi lạc cho muôn loài, nên sự cúng dường ấy cũng không có tướng thù thắng. Ông nên biết, ai phát tâm đại bồ đề thì được phước đức cũng không thể lường. Nay ông nên xả bỏ tâm thanh văn mà cầu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Phật bảo Tôn giả Xá Lợi Tử: Đồng tử thuở đó phát tâm bồ đề chẳng phải là người nào khác mà chính là ta vậy. Người thích trí tuệ chính là ông, còn người thích thần thông chính là Tôn giả Mục Kiền Liên. Thanh văn các ông, dù tránh khỏi luân hồi chỉ thích cầu về niết bàn, nhưng không bao giờ làm lợi ích rộng lớn cho chúng sinh. Chư Phật thì tâm bình đẳng, giống như hư không, vô cùng vô tận, phước tụ vô lượng và công đức vô lượng vượt qua cảnh giới của thanh văn chuyên giác. Này Xá Lợi Tử, các ông hãy mau phát tâm cầu đạo quả Vô Thượng Bồ Đề. Khi ấy, các đại thanh văn Tôn giả Xá Lợi Tử, Đại Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, A Nê Lô Đà, Ư Ba Ly, Phú Lô Na, Tu Bồ Đề, đồng thanh thương: Lành thay Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã khai mở chỉ đạo một cách tường tận, chúng con nay phát tâm đại bồ đề. Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn biết cho, thì nam thì nữ nào trong các căn lành muốn cầu giải thoát, nên phát tâm rộng lớn và hạnh nguyện rộng lớn, người ấy sẽ được thấy và nghe chánh pháp với trăm ngàn chư Phật. Bạch Thế Tôn, chúng con từ xưa đến nay vì trí tuệ hạn hẹp, nên không dám mong cầu trí vô biên của Phật, nay tự trách mình và dốc phát tâm rộng lớn. Vì như có người sau khi đã tạo nghiệp bất thiện, nếu không ăn năn hối lỗi, sửa ác theo lành, thì không thể nào tránh khỏi những khổ não. Thanh văn chúng con chỉ cầu tự lợi, nếu không bỏ tâm hạn hẹp để cầu trí tuệ của Phật thì trọn không thể được niết bàn vô dư. Lại giống như người sắp chết, tâm thức hôn mê, rối loạn, không còn có thể lưu luyến với quyến thuộc yêu thương. Cũng vậy, chúng con cầu niết bàn tự lợi đã không có tâm nguyện hóa độ chúng sinh. Xin Thế Tôn biết cho, Vô Thượng Bồ Đề giống như mặt đất, tất cả chúng sinh trên thế gian đều nhờ đất mà được tồn tại, nhờ đất mà được phát triển. Cũng vậy, tất cả căn lành đều nương vào Vô Thượng Bồ Đề mà được sinh trưởng. Bây giờ trong chúng hội có một vài người sau khi nghe Phật nói về nhân duyên của những việc xưa và nghe các Tôn giả Xá Lợi Tử nói như vậy đều phát tâm Vô Thượng Bồ Đề. Bây giờ vua nước Ma Già Đà sửa soạn xa giá đến chỗ Đức Phật. Sau khi đến pháp hội của Phật,
Vua đem đầu mặt lại sát chân, đi nhiễu quanh Phật ba vòng rồi ngồi qua một bên. Lúc ấy, vua chắp tay, hướng về Phật nhất tâm cung kính thưa. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sinh do đâu mà tạo nghiệp, nhân duyên tạo nghiệp dựa vào đâu mà tồn tại? Phật nói, này Đại Vương, tất cả chúng sinh, thọ giả cho đến Bồ Đắc Già La đều nương vào thân kiến của ngã mà tồn tại để rồi phân biệt một cách điên đảo. Do phân biệt nên mới tạo nghiệp, vì tạo nghiệp nên không được giải thoát. Vua lại hỏi, Bạch Thế Tôn, thân kiến của ngã lấy gì làm căn bản? Phật nói, lấy vô minh làm căn bản. Vua hỏi, như vậy vô minh ấy lấy gì căn bản? Phật nói, lấy tác ý không như lý làm căn bản. Vua hỏi, tác ý không như lý lấy gì làm căn bản? Phật nói, lấy tâm không bình đẳng làm căn bản. Vua hỏi, sao gọi là tâm không bình đẳng? Phật nói, từ vô thị đến nay không biết đúng như thật, nên gọi là tâm không bình đẳng. Vua hỏi, sao gọi là không biết đúng như thật? Phật nói, từ vô thị đến nay, tất cả chúng sinh đối với không chấp là có, đó gọi là không biết như thật. Vua hỏi, đối với không cho là có, nghĩa là sao? Phật nói, vì pháp phân biệt là không sinh, không thật, mà chấp là có thật. Vua hỏi, nếu pháp không sinh, thì nay lấy gì để nói? Phật nói, này Đại Vương, vì thân của ngã hãy còn không, nên pháp không có chỗ nêu bày. Vua hỏi, Bạch Thế Tôn, nếu thân là không, thì làm sao tạo tác, làm sao tồn tại? Phật nói, này Đại Vương, mặc dù có tạo tác, nhưng không chấp trước vào nó. Vua hỏi, vậy không chấp trước lấy phải nói như thế nào? Phật nói, pháp không chấp trước, nên nói đúng như thật, đó là lời nói của Bậc Thánh. Vua hỏi, sao gọi là lời nói đúng như thật, sao gọi là lời nói của Bậc Thánh? Phật nói, này Đại Vương, đối với tất cả pháp lìa trần lìa kiến, lời nói chân thật ấy gọi là nói đúng như thật. Người nào nói đúng như thật, đó là lời nói của Bậc Thánh. Người nào có lời nói của Bậc Thánh, tức là người hiểu rõ các pháp vốn không trụ sinh, nên trụ như vậy, nên học như vậy. Nghe Phật giảng nói pháp, vua nước Ma Già Đà rất hoan hỷ và thưa Phật, thật hy hữu thay, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn đã dạy rất rõ về pháp chân thật chưa từng có này, như Phật Thế Tôn lấy trí vô lậu để làm lợi lạc khắp cho tất cả chúng sinh, cho nên nói pháp chân thật đối với chúng sinh bị nghiệp tội trói buộc thì không thể nào nghe, thọ nhận để tu hành. Con cũng như vậy, xin Thế Tôn thương nghĩ đến con. Từ xưa đến nay, con không gặp bạn lành, do tâm bất thiện nên con cũng tạo nhiều nghiệp bất thiện. Vì thế mà con không thể nào gần gũi Thế Tôn để nghe chánh pháp. Con ở nơi thâm cung, chỉ thích vui chơi, ăn uống, yến tiệc đêm ngày không chút tạm bỏ, nên con không thể đến chỗ Đức Phật để nghe chánh pháp. Bạch Thế Tôn, con nay hối hận về lỗi lầm và tự trách mình. Những tội ác xưa đã tạo ác đã ăn sâu vào tư tưởng của con, ngày đêm không khi nào thấy an lạc, giống như người bị tội bị mắc nợ, luôn luôn sợ hãi. Thế Tôn có lòng đại bi, là cha của chúng sinh, làm chỗ nương tựa cho người không nơi nương tựa, làm người dẫn đường cho người mắt không thấy, làm sự an lạc cho những người đau khổ, làm người chỉ đường tránh cho người bị lạc, là người bố thí cho báu cho người nghèo thiếu. Tâm Thế Tôn bình đẳng, không mệt mỏi, làm lợi lạc cho tất cả, không có tư tưởng kẻ oán người thân. Cố xin Thế Tôn thương xót, cứu độ cho con. Nghĩ đến những tội lỗi đã tạo, con rất sợ hãi, giống như người sắp rơi xuống hầm hố, chỉ mong được cứu thoát. Con sợ bị đọa trong các đường ác. Cố xin Thế Tôn cứu hộ, diệt trừ tội cấu của con, để con được hiểu ngộ chánh pháp. Biết vua nước Ma Già Đà sám hối tội lỗi, tha thiết phát lộ, ưa thích pháp sâu xa của Đại Thừa, Đức Thế Tôn suy nghĩ, Bồ Tát Diệu Các Tường có trí tuệ biện tài có thể giảng nói cho vua. Nhờ oai lực của Đức Phật, nên Tôn giả Xá Lợi Tự biết tâm niệm của Đức Thế Tôn, bèn nói với vua nước Ma Già Đà. Đại vương nên biết, Bồ Tát Diệu Các Tường có biện tài vô lượng, trí tuệ vô lượng, nói hoàn hảo về pháp giải thoát. Bồ Tát chắc chắn sẽ giảng nói chánh pháp cho vua, để vua tỏ ngộ, đạt được an lạc lớn.
Vô nên thỉnh Bồ Tát vào cung cúng dường thức ăn uống để được vô lượng lợi ích. Tôn giả Xá Lợi Tử lại khuyên bảo tất cả dân chúng trong thành Vương Xá hãy chiêm ngưỡng để lại ca ngợi và tùy hỷ theo sự nghe thấy trong các căn lành đạt được phước thù thắng. Theo lời của Tôn giả Xá Lợi Tử, vua nước Ma Già Đà liền thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: Bồ Tát có lòng đại bi, xin hãy thương xót con vào cung để con cúng dường thức ăn uống. Cúi xin Bồ Tát thương mà nhận lời thỉnh cầu này. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói với vua: Ta nhận lời mời của vua để cho vua được thỏa nguyện. Vua phát tâm thù thắng, đó là ta đã nhận sự cúng dường rồi. Vua ưa thích nghe pháp, ta sẽ giảng nói cho. Này đại vương, đối với các pháp không nên chấp trước, đó là ta nói pháp cho vua. Đối với các pháp không nên nghi ngờ, đó là ta nói pháp cho vua. Đối với các pháp không chấp trước vào tướng ba đời, đó là ta nói pháp cho vua. Đối với các pháp niết bàn của thanh văn, duyên giác và tướng tịch diệt, đó là ta nói pháp cho vua. Vua thưa với Bồ Tát Diệu Cát Tường: Cúi xin Bồ Tát thương xót con cùng các đại chúng đồng chận cúng dường của con. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Đại vương hãy gác qua một bên và việc đem thức ăn uống y phục cúng dường cho đại chúng. Vì sự thương xót mà nhận sự cúng dường, đây không phải là lợi, không phải là phước. Phàm người cúng dường là đối với pháp nên sinh tâm hy hữu, không có tưởng về tạo tác, không có tưởng ngã, không có tưởng chúng sinh, không có tưởng thọ mạng, không có tưởng Bồ Đạt Già La, không chấp trước vào tướng mình, không chấp trước vào tướng người. Đó là cúng dường, nên quán các pháp không nắm bắt, không có uẩn xứ giới, không có trong, không có ngoài, không ở trong ba cõi, chẳng lìa ba cõi, không thiện cũng không ác, không ưa thích, không nhàm chán. Chẳng phải thế gian, chẳng phải xuất thế gian, chẳng phải hữu lậu, chẳng phải vô lậu, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng có phiền não, chẳng lìa phiền não, chẳng phải luân hồi, chẳng phải tịch diệt. Ai quán đúng như thật, tức là cúng dường. Vua lại hỏi Bồ Tát Diệu Cát Tường: Bồ Tát xin hãy thương xót tạo lợi lạc mà nhận sự cúng dường của con. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Này đại vương, con nên cầu lợi lạc, không có gì để thương xót, vì tâm ấy không chấp trước, không động, không chuyển, không khen, không chê, không nắm bắt, không xả bỏ, không cầu lợi lạc nên không có gì để thương xót, các pháp bình đẳng và không sợ đắc. Đó gọi là nhận sự cúng dường. Này đại vương, nếu ai được như vậy thì đó là lợi lạc chân thật. Vua thưa Bồ Tát Diệu Cát Tường: Pháp vốn là vô tướng và không động tác, vì con dân sự cúng dường cũng như vậy. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Không tánh vô tướng cũng không động tác, người nào cầu pháp là vô tưởng, vô nguyện, vô hành, vô tác cũng chẳng phải là vô tác. Vì sao? Này đại vương, vì tội tánh của các pháp vốn không động, cũng không có tạo tác. Tội tánh của chúng sinh vốn không, nên ba nghiệp không có động tác. Đại vương nên quán tất cả hành đều là vô tác, đó là hiểu rõ tự tánh của tất cả pháp là không. Vua nói: Các hành có tạo tác, sao lại nói là không? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Này đại vương, như quá pháp quá khứ đã diệt, pháp vị lai chưa đến, pháp hiện tại không chỗ sinh, các hành hữu vi cũng là như vậy, sở dĩ không chấp vào ba đời, vì tất cả đều là vô thường, pháp không tăng cũng không giảm. Này đại vương, nên hiểu rõ các hành là như vậy. Vua hỏi: Hai pháp thánh đạo và phiền não có bình đẳng không? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Hai pháp đều bình đẳng, không tăng, không giảm. Này đại vương, khi ánh sáng mặt trời xuất hiện có hòa hợp với tố tâm không? Vua thưa: Không. Khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì những tố tâm không còn. Bồ Tát Diệu Cát Tường hỏi: Vậy khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì những tối tâm ấy đi đâu, đi về đâu? Vua trả lời: Những tối tâm ấy cũng không có chỗ đi. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Phiền não và thánh đạo cũng như vậy. Hai pháp này không gặp nhau, cũng không tăng, không giảm, chẳng phải trụ, chẳng phải không trụ. Này đại vương, vì phiền não bình đẳng nên thánh đạo cũng bình đẳng. Vì hai pháp này bình đẳng cho nên các pháp cũng đều bình đẳng. Đại vương nên biết,
tánh của phiền não là không, cũng không có chỗ trụ. Nhờ phiền não mà được thánh đạo. Vì được thánh đạo nên không còn phiền não, cho nên hai pháp này không tăng không giảm, cũng không khác nhau. Vua hỏi, phiền não và thánh đạo từ đâu sinh ra? Bồ Tát Diệu Các Tường nói, do tâm sinh ra. Nếu tâm không sinh thì phiền não không sinh, nếu phiền não không sinh thì thánh đạo không sinh. Cho nên biết rằng phải quán phiền não như vậy, và thánh đạo cũng phải quán như vậy. Nếu đã quán như vậy thì tâm vô sa đắc. Vua hỏi, pháp thánh đạo có quy về Niết Bàn không? Bồ Tát Diệu Các Tường trả lời, không, vì các pháp không đến không đi, Niết Bàn cũng thế. Vua hỏi, thánh đạo trụ thế nào? Bồ Tát Diệu Các Tường trả lời, thánh đạo trụ như vậy. Vua hỏi, thánh đạo không phải chỗ trụ của giới định tuệ sao? Bồ Tát Diệu Các Tường nói, các pháp là vô hành, vô tướng, xa lìa các hỷ luận. Nếu là giới định tuệ thì tức là hỷ luận. Nếu có hành, có tướng thì không nên trụ như vậy. Trụ như vậy tức là chẳng phải trụ, chẳng phải bất trụ. Thánh đạo cũng như vậy. Vua hỏi, tất cả thiện nam thiện nữ, nếu tu hạnh Bồ Đề thì có đắc thánh đạo không? Bồ Tát nói, người nào tu hạnh Bồ Đề thì không có pháp nhỏ nào có thể đắc, vì đạo Bồ Đề chẳng phải khổ, chẳng phải lạc, chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng thường, chẳng phải vô thường, chẳng tịnh, chẳng uế, không có luân hồi để nhầm chán, cũng không có niết bàn để chứng đắc. Cho nên tất cả pháp đều không thể tu đắc, pháp thánh đạo cũng không thể tu đắc. Vua thưa Bồ Tát Diệu Các Tường, lành thay, đại sĩ thật là hy hữu, đại sĩ giảng nói rất hoàn hảo về pháp giải thoát, làm con đều tin hiểu. Con thành tâm cung kính bày sự cúng dường, có sẽ dâng thức ăn uống để cúng dường đại chúng. Xin Bồ Tát đến chỗ con. Bồ Tát Diệu Các Tường nói, thức ăn không có sự làm, bố thí không có sự thọ, người bố thí và người thọ nhận không hai không khác. Vua đã thành tâm thì tôi sẽ thọ nhận. Bây giờ Thế Tôn nói với Bồ Tát Diệu Các Tường, nay đã đúng lúc, hãy nhận lời thỉnh của vua đã làm ra ích lớn cho nhiều người. Bồ Tát Diệu Các Tường thưa Phật, con vâng lệnh Phật đã nhận lời thỉnh cầu của vua và sẽ cùng đại chúng thọ nhận sự cúng dường. Biết Bồ Tát Diệu Các Tường đã nhận lời thỉnh cầu của mình, vua nước Ma Chà Đà rất vui mừng và được an ổn lớn lên cung kính lễ lại Thế Tôn và Bồ Tát Diệu Các Tường cùng các đại chúng. Sau đó vua đến hỏi Tôn giả Xá Lợi Tử, Bồ Tát Diệu Các Tường đã nhận sự cúng dường của con, các Bồ Tát cùng đến là bao nhiêu vị? Tôn giả Xá Lợi Tử nói, sẽ đi chung với 500 vị Bồ Tát đến dự hội của vua. Bây giờ vua nước Ma Gia Đề về cung trước, sửa soạn phòng xá rộng lớn, bảo những người tôi tớ đều phải thanh lọc tâm mình cho thanh tịnh, chuẩn bị sắp đặt đủ thứ món ăn uống thượng hạng, dựng cờ phướng lộng báu với các loại châu ngọc quý giá, rải các hoa đẹp đốt đủ loại hương thơm, gắn trân châu anh lạc hết ở trên hoa ấy, trải 500 chỗ ngồi, còn ở thành vua thì cho sửa sang đường xá, rải hoa đốt hương không còn bụi nhơ, dọn sạch sẽ những con đường ấy. Khi ấy, dân chúng trong thành nghe Bồ Tát Diệu Các Tường vào cung vua, nhận sự cúng dường, tất cả đều hoan hỷ, nhất tâm mong chờ, ai nấy đều đem hương hoa, đứng trực sẵn bên đường. Lúc này vào đầu đêm, Bồ Tát Diệu Các Tường suy nghĩ, sáng mai đến chỗ vua thỉnh, Bồ Tát đi cùng ta quá ít, ta nên tới các cõi Phật, để mời các vị Đại Bồ Tát cùng dự thắng hội trang nghiêm trong cung vua. Nếu ta thuyết pháp cho vua, thì các Bồ Tát ấy có thể làm các vị chứng minh. Vừa nghĩ xong, Bồ Tát liền biến mất. Trong chốc lát đã vượt qua 80.000 cõi Phật ở phương Đông, đến một thế giới tên Thường Thanh. Phật hiệu là Các Tường Thanh Như Lai Ứng Cúng Chánh Đẳng Giác. Chánh giác hiện đang thuyết pháp. Đức Phật ấy giảng nói pháp đại thừa cho các Bồ Tát. Các Bồ Tát này đều ở vào địa không thái chuyển. Trong cõi Phật ấy có cây bảy báu trổ nhiều hoa quả, nơi cành lá cây ấy thường phát ra âm thanh vi diệu, như là tiếng khen ngợi Phật, tiếng khen ngợi Pháp, tiếng khen ngợi Bồ Tát địa không thoái chuyển,
thường phát ra tiếng khen ngợi Tam Bảo như vậy, nên gọi là thế giới thường thanh. Sau khi đến cõi đó, Bồ Tát Diệu Cát Tường đến trước Như Lai Cát Tường Thanh, lễ lại dưới chân Ngài và thưa: Con từ cõi Ta Bà đến đây, con được vua nước Ma Chà Đà thỉnh vào cung để cúng dường thức ăn uống, nhưng vì chúng Bồ Tát ít quá, nên con đến thỉnh mời các vị, các thượng sĩ, Đại Bồ Tát vào sáng mai, đi cùng con đến cung vua thọ nhận sự cúng dường, để cho tất cả chúng sinh được phước. Cuối sinh Đức Thế Tôn bảo các Bồ Tát nhận lời thỉnh cầu của con. Bây giờ Như Lai Cát Tường Thanh bảo tám đập vạn Đại Bồ Tát: Nay các nam tử, nay Bồ Tát Diệu Cát Tường đến thỉnh các ông đến cung vua nước Ma Già Đà trong thế giới Ta Bà để nhận cúng dường thức ăn uống. Các ông hãy cùng đi mà làm Phật sự. Nghe lời dạy của Đức Thế Tôn, các Bồ Tát liền phụng hành. Thế rồi Bồ Tát Diệu Cát Tường làm lễ từ biệt Như Lai Cát Tường Thanh và cùng tám vạn Đại Bồ Tát biến mất trở về cõi Ta Bà đến chỗ cũ. Sau khi cùng các Đại Bồ Tát an tọa, Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Tôi có pháp môn tên là Đại Tổng Trì, nay tôi sẽ giảng nói phân biệt cho các đại sĩ sao gọi là pháp môn tổng trì. Nghĩa là người nào muốn chứng pháp môn tổng trì thì phải trụ tâm nơi chánh niệm, không tán loạn, lìa bỏ si giận, dùng trí tuệ thông đạt tất cả pháp, thực hành đạo của Như Lai, đắc môn biện tài, trụ vào vô tướng, thể nhập tất cả pháp, nắm giữ hết các trí môn, nói giỏi thánh đạo, giữ gìn Tam Bảo, nói năng, luận bàn điều gì không bị ngưng trệ, trở ngại, hiểu rõ ngôn ngữ của tất cả chúng sinh. Tất cả những thứ ngôn ngữ khác nhau của tám bộ chúng trời rồng Dạ Xoa, Cả Tất Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hồ La Già, Nhân Phi Nhân, cho đến Đế Thích Phạm Vương, dưới đến loài bàn sinh dị loại, vẫn có thể theo từng ngôn ngữ của chúng mà thuyết pháp, biết rõ căn tánh của chúng sinh lợi hay độn, tùy theo hạng ấy mà được hiểu biết các căn thanh tịnh, tránh xa các tà kiến, bình đẳng an trụ vào pháp môn tổng trì, không vướng vào tám loại pháp thuận nghịch ở thế gian, viên mãn tất cả pháp lành xuất thế, giảng nói cho chúng sinh về hành nghiệp nhân duyên quả báo để họ được nhiều an lạc, dùng trí tuệ thông đạt tất cả xứ, có thể làm cho chúng sinh bỏ được gánh nặng, tâm không lo buồn, biết tự tánh của các pháp tùy theo căn cơ mà giảng pháp để phù hợp với chứng bệnh, làm cho họ tinh tấn đạt được nhiều thiện lợi. Tâm của Bồ Tát hoan hỷ, không mong cầu quả báo. Nếu có các căn lành, chỉ hồi hướng lên Nhất Thiết Trí, cầu Nhất Thiết Trí làm lợi lạc lớn cho tất cả chúng sinh, đối với lục độ đều hành thành tựu. Hành bố thí viên mãn hồi hướng lên Nhất Thiết Trí, hành trì giới viên mãn hồi hướng cho chúng sinh, để chúng được an lạc, hành nhẫn nhục viên mãn được tướng tốt của Phật, trang nghiêm đầy đủ tinh tấn viên mãn, làm thành thục tất cả căn lành, thiền định viên mãn, đắc pháp tương ưng, tự tại vô ngại, trí tuệ viên mãn thông đạt tất cả pháp, đối với pháp được tự tại, tránh xa các lỗi lầm. Này thiện nam, pháp môn tổng trì là như vậy, nếu được pháp môn này rồi thì không bị quên mất, vì tổng là giữ gìn Nhất Thiết Trí. Lại nữa này thiện nam, pháp môn tổng trì là có thể giữ gìn tất cả pháp, nghĩa là hiểu rõ tất cả pháp là không, vô tướng vô nguyện, không động không tạo tác, lìa các phân biệt, không sinh không diệt, chẳng thường chẳng đoạn, chẳng phải hữu chẳng phải vô, không đến không đi, chẳng thành chẳng hoại, chẳng trụ chẳng tan, chẳng phải hữu tánh chẳng phải vô tánh, chẳng phải hữu tưởng chẳng phải vô tưởng, lìa các hỷ luận, chẳng phải ngã nhân chúng sinh thọ giả, Bồ Đắc Già La, không nắm bắt, không xả bỏ, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng hay, chẳng biết. Đó gọi là giữ gìn tất cả pháp. Lại nữa này thiện nam, pháp môn tẩm trì còn gọi là giữ tất cả pháp, vì tự tánh nó là không, như thấy trong mộng, như bọt nước, như sóng nắng, như hư không, lẽ có thể giữ gìn tất cả pháp là khổ, không, vô thường, vô ngã, tịch diệt, tự tánh nó không tạo tác, không lạc, không khổ, không đắc, không chứng. Pháp môn tổng trì lại ví như mặt đất, vì giữ gìn thế gian, không lớn, không nhỏ. Nó đều giữ gìn cũng không mệt mỏi. Đại Bồ Tát đáp pháp môn tổng trì cũng như vậy.
Vì chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, thâu nhiếp các căn lành, không cho tan mất, dù trải qua A Tăng kỳ kiếp cũng không chút biến nhé, thoái lui là như mặt đất, có thể nuôi dưỡng dạng vật. Bồ Tát được pháp môn tẩm trì có thể giáo hóa, làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh, như mặt đất có thể sinh sản ra cây cối, để làm chất dinh dưỡng nuôi chúng sinh. Bồ Tát được pháp môn tẩm trì có thể sinh ra tất cả pháp lành, để làm lợi ích chúng sinh, như mặt đất không tăng không giảm, giữ gìn vạn vật không cao không thấp. Tâm Bồ Tát được pháp môn tụng trì cũng như vậy, không tăng không giảm, giữ gìn chúng sinh không có tư tưởng oán hay thân, như mặt đất nhận nước mưa không bao giờ nhàm chán. Bồ Tát được pháp môn tụng trì ưa thích nghe thọ pháp hội Bồ Tát của Phật không nhàm chán, như mặt đất có thể giữ gìn tất cả hạt giống theo thời gian tăng trưởng không bao giờ dừng nghỉ. Bồ Tát được pháp môn tụng trì có thể giữ gìn tất cả hạt giống pháp lành, là như người dũng sĩ ở thế gian, oai lực mạnh mẽ có thể chiến thắng quân địch khác. Bồ Tát được pháp môn tụng trì có đầy đủ tinh tấn, thần thông oai đức có thể chiến thắng quân ma. Này thiện nam, nên biết tự tánh của tất cả pháp là không quên, không ghi nhớ, là thường hay vô thường, là khổ hay là lạc, là tịnh hay bất tịnh, là ngã hay vô ngã, là hữu tình hay chẳng phải hữu tình, là thọ mạng hay chẳng phải thọ mạng, là Bồ Đắc Già La hay chẳng phải Bồ Đắc Già La. Pháp môn tụng trì cũng như vậy, cũng không ghi nhớ vì các pháp lìa hai tướng cũng không quên mất. Này thiện nam, pháp môn tụng trì giống như hư không, tuy giữ gìn mặt đất nhưng không có tư tưởng giữ gìn, thâu giữ tất cả pháp mà không có tướng nắm giữ, là như ánh sáng mặt trời chiếu sáng tất cả tướng. Pháp môn tụng trì có thể quan sát chiếu tất cả pháp, là như chúng sinh có thể giữ tất cả các loại phiền não không bao giờ tan mất. Pháp môn tụng trì có thể giữ gìn tất cả pháp không cho tan mất, là như chư Phật Bồ Tát có bánh xe tâm ghi nhớ có thể chuyển tâm ý của tất cả chúng sinh. Pháp môn tụng trì có thể giữ gìn tất cả pháp mà cũng không có tướng giữ gìn. Này các thiện nam, theo những ví dụ đã nói ở trên là không cùng tận. Các pháp không cùng tận thì pháp môn tụng trì cũng không cùng tận, vì vô lượng vô biên giống như hư không. Khi Bồ Tát Diệu Các Tường giảng nói pháp này, trong hội có 500 đại Bồ Tát chứng được pháp môn đại tụng trì. Kinh Vị Tằng Hữu Chánh Pháp, quyển 4. Bấy giờ vào giữa đêm, Bồ Tát Diệu Các Tường giảng nói về pháp môn Bồ Tát Tạng cho các Bồ Tát. Này các đại sĩ, cần phải hiểu rõ pháp môn của Bồ Tát Tạng là không có một pháp nào nằm ngoài tạng của Bồ Tát. Tất cả pháp thế gian hay xuất thế gian, hữu vi hay vô vi, thiện hay bất thiện, hữu tướng hay vô tướng, hữu lậu, vô lậu đều là tạng của Bồ Tát. Này thiện nam, như trong tam thiên đại thiên thế giới có trăm ức bốn đại châu, có trăm ức mặt trời mặt trăng, có trăm ức núi Tu Di, có trăm ức biển lớn, nhưng tất cả không nằm bên ngoài tam thiên đại thiên thế giới. Pháp tạng của Bồ Tát cũng vậy, tất cả pháp phàm phu, pháp thanh văn, pháp duyên giác cho đến pháp của chư Phật cũng không nằm ngoài tạng của Bồ Tát. Vì sao? Vì thanh văn thừa, duyên giác thừa và chư Phật thừa đều đồng một thừa. Ví như cây đại thọ dù có thân, nhánh, cành, lá, xum xuê, tươi tốt, nhưng cũng cùng chung một gốc. Tạng Bồ Tát vì muốn vì vốn phát sinh ra pháp tam thừa, nhưng không sai khác. Nó rộng lớn không thể nào lường tính được. Ví như biển lớn rộng mênh mông, không có bờ bến, giả sử Atula Vương, các giả xoa cho đến các đại lực sĩ muốn lường biển ấy nhưng không thể nào biết được. Các thanh văn duyên giác, tất cả chúng trời người muốn biết pháp tạng của Bồ Tát cũng không thể cùng tận. Những vị có trí tuệ muốn biết pháp giới định tuệ của Bồ Tát còn không thể biết, chỉ có người nhập vào tạng Bồ Tát mới tự mình biết được thôi. Này thiện nam, ví như tất cả chúng sinh cư trú trong biển lớn chỉ uống nước biển chứ không thể biết được mùi vị của sông. Người tu Bồ Tát thừa chỉ biết pháp tạng của Bồ Tát, không thích đạo thanh văn chuyên giác. Này thiện nam,
Trong tạng Bồ Tát miễn cưỡng gọi là ba, đó là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, chỉ nghe lý tứ đế mà chứng Niết Bàn, đó gọi là tạng Thanh Văn. Chỉ thích lý duyên sinh mà chứng Niết Bàn, đó gọi là tạng Duyên Giác. Còn tạng Bồ Tát là chứng đạt nhất thiết trí. Này Tiền Nam, nên biết rằng tạng Thanh Văn, tạng Duyên Giác và tạng Bồ Tát đều bình đẳng như nhau. Vì lòng ham muốn của chúng sinh nên có sự học về ba thừa. Sở dĩ người học cầu Thanh Văn là vì trí tuệ họ cạn hẹp, không rộng lượng. Họ khổ nơi luân hồi nên rất ưa thích pháp tứ đế để chứng Niết Bàn cầu an ổn. Người ưa thích cầu Duyên Giác thì tâm còn hạn ngại, không có tâm rộng rãi với chúng sinh, không có tâm đại bi để hành hạnh loại ta, chứng Niết Bàn cho đó là cứu cánh. Đại Bồ Tát học tạng Bồ Tát với tâm rộng lớn, vô lượng, hàng Thanh Văn Duyên Giác không thể lường xét được. Chỉ có các Bồ Tát tu học pháp ấy mới có thể hiểu rõ. Này Thiện Nam, Thanh Văn Duyên Giác chỉ ưa thích thừa của mình, tu các căn lành để cầu quả nhị thừa. Còn đối với pháp của Bồ Tát thì không thể nào biết được. Các Bồ Tát quán pháp Thanh Văn thì đối với Đạo Tứ Đế đều chứng biết hết tất cả. Phân biệt tất cả, phân biệt rất rõ, nhưng không chứng quả ấy. Quán pháp của Duyên Giác đối với 12 nhân duyên, Bồ Tát đều chứng biết tất cả, phân biệt rõ nhưng không chứng quả ấy. Bồ Tát làm viên mãn các hành và tâm đạt tất cả. Ví như tô báu bằng lưu ly, đựng các vật thì những vật ấy đều cùng một màu trong suốt như nhau. Pháp của Thanh Văn và Duyên Giác khi nhập vào trong tạng Bồ Tát vốn không khác. Cho nên các đại Bồ Tát đã nhập vào tạng Bồ Tát rồi thì thấy các pháp bình đẳng không khác nhau, không có tướng pháp của chư Phật, không có tướng pháp của Bồ Tát, không có tướng pháp của nhị thừa. Với tất cả pháp không có sự nhớ nghĩ, và vì lìa các ngôn ngữ văn tự không nêu ra, không biểu thị. Vì xa vì vô tướng nên không thể quán, vì vô nghĩa nên không thể nhớ nghĩ. Người học như vậy là thâu nhiếp nhất thiết trí. Này Thiện Nam, đó gọi là tạng Bồ Tát thông đạt tự tại vô ngại như vậy. Vào cuối đêm, Bồ Tát Diệu Cát Tường lại giảng nói câu Kim Cang về pháp luân không thoái chuyển cho các đại Bồ Tát. Bồ Tát nói: Này Thiện Nam, nếu đại Bồ Tát nào khéo giảng pháp để người nghe hiểu rõ ràng, người nói người nghe tất cả đều là pháp bất thoái chuyển. Nó không động chuyển, không bị hư hoại. Này Thiện Nam, pháp không thoái chuyển, dù là thừa hay cảnh giới của thừa, dù Phật Pháp Tăng, cũng đều là bất thoái chuyển luân. Vì sao? Bất thoái chuyển luân là pháp giới. Nếu lìa pháp giới thì không do đâu sinh. Luân ấy không có tướng chuyển, nên gọi đó là chuyển pháp luân, không khác không hai, tức là tự tánh của pháp giới. Này Thiện Nam, cho nên người nào tu các hạnh Bồ Tát mà biết như vậy thì được giải thoát, được bất thoái chuyển luân. Đại Bồ Tát biết rõ như vậy là đã giải thoát, sẽ được chứng quả Như Lai, làm lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh. Đối với môn giải thoát, không có hai pháp để đắc. Tướng giải thoát của Như Lai và tướng giải thoát của tất cả pháp đều như nhau. Tất cả pháp không có tướng giải thoát, cũng không có hai tướng. Vì sao? Vì thân chẳng giải thoát, tâm cũng chẳng giải thoát. Vì tự tánh của hai pháp là tướng giải thoát. Tất cả pháp cũng như vậy. Các Bồ Tát biết rõ như vậy, tức là bất thoái chuyển luân. Thiện Nam, nên biết rằng bất thoái chuyển luân không có chỗ chuyển. Vì sao? Vì sắc và tự tánh của sắc vốn không có chỗ chuyển. Thọ tưởng hành thức cũng vậy. Tự tánh của thức cũng không có chỗ chuyển. Tự tánh của các pháp đều không có chỗ chuyển. Đó tức là bánh xe không thoái chuyển. Pháp luân ấy vốn xưa nay không hư hoại, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải có sở đắc, chẳng phải không sở đắc, chẳng nói, chẳng phải không nói, không danh tự, không chấp trước. Lại nữa, tướng không, vô tướng, vô nguyện, giải thoát môn là pháp phân biệt không thể đắc. Do đâu mà đắc? Tất cả tướng ấy giống như hư không, không có chỗ nương tựa. Tự tánh của các pháp không có chỗ để trụ. Đó gọi là câu Kim Cang về pháp luân không thoái chuyển.
Này Thiện Nam, tánh không của các pháp không thể hủy hoại. Câu kia căn ấy lìa tất cả kiến nên trụ như vậy, đó là không giải thoát môn. Câu kim căn ấy lìa các phân biệt nên trụ như vậy, đó là vô tướng giải thoát môn. Câu kia căn ấy xa lìa các nghi hoặc nên trụ như vậy, đó là vô nguyện giải thoát môn. Câu kia căn ấy xa lìa các hữu chấp nên trụ như vậy, đó là pháp giới. Câu kim căn xa lìa tất cả pháp không có ngã, không tạo tác, không tham, không chấp trước, tự tánh an trụ vào niết bàn thanh tịnh, đó gọi là câu kim căn. Vào đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm, Bồ Tát Diệu Cát Tường đại giảng nói tất cả pháp cho các Bồ Tát. Các Bồ Tát ấy đều đắc pháp môn Tam Ma Địa Quang Minh Hoa Tam Ma Địa. Từ trong lỗ chân lông trên thân của các Bồ Tát ấy phóng ra trăm ngàn ánh sáng, nên mỗi ánh sáng hiện ra trăm ngàn chư Phật. Mỗi Đức Phật ở mười phương thế giới về các chúng sinh mà thi hành Phật sự. Sau khi đã chuẩn bị những thức ăn uống xong, vua nước Ma Già Đà và sáng sớm đến chỗ Bồ Tát Diệu Cát Tường, thưa với Bồ Tát, nay đã đến giờ, xin Bồ Tát hãy đến nhận sự cúng dường của con. Bồ Tát nhận lời thỉnh, vua liền trở về cung. Bấy giờ vào buổi sáng, Tôn giả Đạt Ca Diếp Đáp Y ôm bá cùng 500 bí xô vào đại thành Phương Xá theo tiếng lớp mà cất thật. Đi nửa đường, Tôn giả suy nghĩ, bây giờ ta không vào thành này mà hãy đến chỗ của Bồ Tát Diệu Cát Tường để nghe chánh pháp. Suy nghĩ vậy xong, Tôn giả cùng chúng bí xô đến chỗ Bồ Tát Diệu Cát Tường. Đến đó, Tôn giả vui mừng kính lễ thăm hỏi Bồ Tát rồi đứng lui qua một bên. Bồ Tát Diệu Cát Tường hỏi Tôn giả Đại Ca Diếp, vì sao đến giờ ăn mà Tôn giả Ca Diếp lại ôm bát đến đây? Tôn giả Ca Diếp thưa, tôi định vào thành Vân Xá để khất thực, nhưng tôi đến đây trước. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, tôi sẽ cúng dường thức ăn uống cho Tôn giả và chúng bí xô. Tôn giả Ca Diếp trả lời, thưa Bồ Tát, không được đâu, tôi đến đây là vì nghe pháp, chứ chẳng phải xin thức ăn uống. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, Tôn giả nên biết người cầu đạo có hai loại để nuôi dưỡng, một là thức ăn uống, hai và hai là diệu pháp. Tôn giả Ca Diếp thưa, thưa đại sĩ, hữu tình trên thế gian, nếu lìa ăn uống thì không phù hợp được, không thể nuôi dưỡng sắc thân, thì làm sao có thể nghe thọ chánh pháp. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói, Tôn giả hãy nhận thức ăn uống, tôi sẽ cúng dường cho Tôn giả. Sau khi nhận sự cúng dường, thì không lìa luân hồi, không chứng niết bàn, chẳng lìa pháp dị sinh, không lìa pháp thánh đạo. Vì sao? Vì người được cúng dường và người cúng dường không tăng, không giảm, không có pháp để sinh, không có pháp để diệt, không có pháp để học, cũng không có pháp để đắc. Cho nên tôi sẽ cúng dường thức ăn uống cho Tôn giả. Ca Diếp thưa Bồ Tát Diệu Cát Tường, lành thay, Bồ Tát là đại thí chủ, người bố thí như vậy chính là chân bố thí. Bây giờ Bồ Tát Diệu Cát Tường suy nghĩ, ta hãy vào đại thành Vương Xá vì vua nước Ma Già Đà mà làm Phật sự lớn. Nghĩ vậy xong, Bồ Tát liền nhập vào Tam Ma Địa nhất thiết thần thọ biến hóa. Ở trong Tam Ma Địa ấy phóng ra ánh sáng lớn chiếu khắp thế giới Tam Bà, thấy Tam Thiên đại thiên thế giới rõ như lòng bàn tay. Tất cả loài hữu tình nơi địa ngục bàn sinh nhờ ánh sáng ấy chiếu đến đều được lìa các khổ, không có một chúng sinh nào tâm sinh tâm ba độc, cũng không còn oán ghét thù nhau, yêu thương nhau chứ con như mẹ. Tất cả Tam Thiên đại thiên thế giới đều chấn động sáu cách. Khi ấy các thiên tử ở cõi dục cõi sắc đều đến cúng dường Bồ Tát Diệu Cát Tường. Họ tấu lên trăm ngàn điệu nhạc, mưa hoa đẹp của trời đầy ngập khắp đường để tạo sự trang nghiêm. Bồ Tát Diệu Cát Tường dùng thần lực khiến cho con đường ấy đều bằng phẳng, giống như bàn tay, trang hoàng với vô số châu báu, rải hoa đẹp lớn như bánh xe. Đó là những loại hoa ưu bắc la, hoa cơ mẫu đà, bôn na lợi ca. Là dùng trang lưới báu che phía trên, dựng các cờ phướng lộng báu đầy khắp hư không. Lại hiện đài bể báu và các cây báu. Trên cây báu ấy, hoa quả bằng lưu ly báu, dùng các cây dây báu nối kết lại với nhau. Mỗi cây hoa báu đều tỏa ra mùi thơm vi diệu bay khắp cả do tuần. Giữa đàn cây ấy có ao đáy bằng các vàng ròng, chứa đầy nước, gồm đủ 8 công đức và mọc nhiều hoa đẹp.
đó là Hoa Ư Bắc La, Bát Nạp Ma, Cơ Mẫu Đà, Bồ Na Lợi Ca, vân vân. Là có những giống chim như uyên ương, chim nhạn, vịt trời qua lại trong đó. Dưới mỗi gốc cây có 22 thiên nữ, cầm hương chiên đàn để cúng dường. Ở trong định, Bồ Tát Diệu Cát Tường hiện ra những sự việc thù thắng như vậy. Sau khi xuất định, Bồ Tát nói với Tôn giả Ca Diếp: "Bây giờ tôi với Tôn giả cùng đến Đại Thành Vương Xá và cung vua nước Ma Già Đà để thọ sự cúng dường thức ăn. Đại đức là bậc Kỳ Túc nên đi trước, còn tôi phải đi sau." Tôn giả Ca Diếp thưa: "Thưa Bồ Tát, như vậy không được. Đại sĩ có đại trí tuệ, thần thông vô lượng, đa văn, biện tài, nói thông suốt về pháp giải thoát. Chư Phật Thế Tôn của tôi khen ngợi, chúng sinh thấy đều phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát. Trong chúng thanh văn, tuy tôi gọi là bậc Kỳ Túc, nhưng không làm được, sao dám đi trước, tôi xin đi sau Bồ Tát. Vì sao? Vì tất cả chúng sinh mới phát tâm Bồ Đề, tất cả thanh văn duyên giác, và cả bản thân tôi còn không sánh kịp, huống chi bằng người hành lâu đạo Bồ Tát. Ví như sư tử con mới sinh, liền có sức mạnh lớn, mạnh mẽ song sáo, không sợ sệt gì cả. Mùi trên thân nó lan tỏa theo gió, bầy thú nào nghe được cũng đều kinh hãi, cho đến voi lớn tuy có nhiều sức mạnh, tất cả thế gian không ai điều phục được. Vậy mà nó nghe mùi của sư tử con mới sinh, cũng phải kinh sợ. Chúng sinh nào phát tâm Bồ Đề dũng mạnh kiên cố thì tất cả chúng ma đều lo sợ thanh ba duyên giác, không sao sánh kịp. Nghe Phật nói pháp đại thừa, các đại Bồ Tát tâm bất động, rất hoan hỷ và gầm lên tiếng sư tử điều phục được tất cả. Cho nên Bồ Tát Diệu Cát Tường ở trong chân pháp không có ba thừa, chỉ lấy tâm Bồ Đề làm trên hết. Vì tất cả các pháp lành đều do tâm Bồ Đề sinh ra, nay Bồ Tát đi trước giống như tâm Bồ Đề sinh ra vô lượng pháp lành. Thế rồi Bồ Tát Diệu Cát Tường đi trước, chúng đại Bồ Tát đi hai bên, chúng thanh văn đi phía sau, rời khỏi trụ xứ vào thành Vương Xá. Khi ấy trời mưa nhiều loại hoa, trên hư không nổi trỗi lên trăm ngàn âm nhạc phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp đại chúng. Trong ánh sáng ấy lại mưa nhiều hoa sen, dân chúng trong thành Vương Xá được thấy Bồ Tát lòng họ rất vui mừng, đem các hương hoa để cúng trải, cúng dường. Bây giờ nghe Bồ Tát Diệu Cát Tường cùng 8 vạn đại Bồ Tát và 500 chúng thanh văn đến hội, vua nước Ma Già Đà suy nghĩ: ta đã chuẩn bị xong 500 phần thức ăn uống. Nay chúng Bồ Tát này rất đông, thức ăn thì ít, bây giờ làm sao cho đủ, là ngồi đâu cho đủ. Trong lúc vua đang nghĩ vậy, Bồ Tát Diệu Cát Tường liền sai Thiên Vương Đa Văn và Cung Tỳ La, chủ đại Dạ Xoa trong chốc lát biến thành đồng tử, đến trước vua thưa: đại vương, đừng lo lắng suy nghĩ. Bồ Tát Diệu Cát Tường có đại phương tiện, phước đức trí tuệ không thể nghĩ bàn, có thể đem một phần thức ăn cung cấp cho tất cả chúng sinh trong tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả đều no đủ mà thức ăn vẫn còn dư. Nay 8 vạn Bồ Tát và 500 chúng thanh văn này, số ấy không nhiều, chưa có gì phải lo. Vì sao? Vì Bồ Tát Diệu Cát Tường có phước đức trí tuệ vốn vô cùng tận, thức ăn cũng vô tận. Nghe họ nói vậy, vua nước Ma Già Đà rất vui mừng, sung sướng. Đối với Bồ Tát Diệu Cát Tường càng cung kính tôn trọng, hết sức thán phục, cùng quyến thuộc đem hương hoa, hương bột, hương xoa, rồi các âm nhạc ra đón Bồ Tát. Thấy Bồ Tát, vua quỳ lạy thăm hỏi rải hoa hương và đi trước đưa Bồ Tát vào cung. Sau khi đến cung vua, Bồ Tát Diệu Cát Tường nói với Bồ Tát Phổ Chiếu: này thị nam, ông hãy sửa soạn đạo tràng, đã đến giờ rồi. Nhận lệnh, Bồ Tát Phổ Chiếu liền dùng sức thần thông làm cho cung điện của vua bỗng nhiên rộng lớn, sạch đẹp, trang hoàng, đủ khách, không gì bị trở ngại. Treo các loại hoa, dựng cờ phướng, lộng báu, linh báu, anh lạc, trang hoàng, thành đạo tràng vĩ đại nhất. Bồ Tát Diệu Cát Tường lại bảo Bồ Tát Pháp Thượng: này thiện nam, ông hãy vì tôi mà sắp đặt tòa thượng diệu cho các đại chúng.
Khi ấy trong khoảnh khắc gãy móng tay, Bồ Tát Pháp Thượng liền triệu tập 83.000 tòa tốt đẹp hiện đang ở đạo tràng, được trang nghiêm đủ loại châu báu. Những tòa ấy đầy khắp trong đạo tràng mà không hề chật chội. Bây giờ Bồ Tát Diệu Các Tường liền đến tòa ngồi, bảo các chúng thanh văn Bồ Tát để đến chỗ ngồi của mình. Lúc này vua nước Ma Gia Đà tới với Bồ Tát Diệu Các Tường: "Cố xin Bồ Tát và đại chúng thương xót con, đợi một chút nữa thức ăn uống sẽ mang đến." Bây giờ tới đại thiên vương cùng các quyến thuộc đến nơi đạo tràng lễ lại cúng dường Bồ Tát Diệu Các Tường và đại chúng. Đã có thiên chủ Đế Thích và các quyến thuộc cùng quyến thuộc Atula đã đem hương bột chiên đàn đến đạo tràng cúng dường đại chúng. Là có đại phạm thiên vương chủ cỏ Ta Bà biến thành đồng tử cùng các phạm chúng đứng làm thị giả hai bên, ai cũng cầm phất báu đến đạo tràng. Sau khi lễ lại Bồ Tát Diệu Các Tường, tất cả đều lui ra đứng qua một bên. Các phạm chúng đến cũng cầm phất báu và đứng qua một bên nơi các Bồ Tát và chúng thanh văn. Lại có Long Vương Vô Nhược Não đến đạo tràng trụ giữa hư không, ẩn thân trụ xuống vô số những anh lạc. Trong anh lạc tuôn ra nước đủ 8 thứ công đức, tất cả đời chúng dùng không hết. Khi ấy vua nước Ma Già Đà suy nghĩ, các Bồ Tát này đều không có bệnh bát làm sao mà ăn. Biết tâm niệm của vua, Bồ Tát Diệu Các Tường nói với vua: "Vua đừng suy nghĩ vậy. Các Bồ Tát này không mang bình bát, khi nào cần thì sẽ có tất cả bình bát ở cõi Phật của họ tự nhiên đưa đến." Vua rất vui mừng, liền thưa Bồ Tát Diệu Các Tường: "Các Bồ Tát này ở cõi Phật nào và từ đâu đến? Con muốn nghe danh hiệu Phật và quốc độ của các Bồ Tát đã đến đây." Bồ Tát Diệu Các Tường nói: "Đại vương nên biết, phương Đông có cõi tên là Thường Thanh, Phật hiệu Các Tường Thanh Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác, hiện đang thuyết pháp. Các Bồ Tát này từ cõi đó đến, thọ nhận sự cúng dường của vua để cho đại vương thấy được việc hy hữu." Ngay lúc đó, thế giới Thường Thanh đem đến 83.000 bát báu. Nhờ sức oai thần của Đức Phật ấy và diệu lực từ hạnh nguyện của các Bồ Tát mà bát báu từ hư không tới thế giới Ta Bà này. Đến ao Vô Diệt Não thì có 83.000 long nữ lấy nước 8 công đức để rửa sạch rồi đem tất cả đem tới trước các Bồ Tát. Thấy sự việc như vậy, vua nước Ma Già Đà khen ngợi thật là không thể nghĩ bàn, chưa từng có. Lòng vua rất vui mừng. Bồ Tát Diệu Các Tường nói với vua: "Bình bát của các Bồ Tát đã đến rồi, vua hãy phân các thức ăn uống cúng dường đại chúng." Vua liền đem tất cả thức ăn uống đã chuẩn bị xong dâng lên cúng dường Bồ Tát và các đại chúng. Bây giờ đại chúng trong đạo tràng ai nấy đều no đủ, không một vị nào thiếu thốn. Thấy thức ăn uống vẫn còn dư, vua thưa Bồ Tát Diệu Các Tường: "Thật là hy hữu, thưa đại sĩ, con đem ít thức ăn uống cúng dường khắp đại chúng mà vẫn còn dư." Bồ Tát nói: "Này đại vương, pháp chân thật không cùng tận, nên thức ăn từ nơi ấy sinh cũng không cùng tận." Sau khi ăn xong, các đại chúng Bồ Tát đều ném bát lên hư không, không hề bị lay động. Vua thưa Bồ Tát: "Bồ Tát ấy, bát ấy trụ ở đâu?" Bồ Tát nói: "Này đại vương, pháp chân thật có chỗ trụ chăng?" Vua trả lời: "Pháp chân thật không có chỗ trụ." Bồ Tát nói: "Đại vương nên biết, pháp chân thật không có chỗ trụ, bát ấy cũng không có chỗ trụ. Nếu bát không có chỗ trụ thì các pháp cũng thế. Đại vương nên biết vị tánh của các pháp là không, nên phải trụ như vậy." Sau khi cúng dường Bồ Tát Diệu Các Tường và các đại chúng xong, vua nước Ma Già Đà đứng trước Bồ Tát, nói với lòng khao khát được nghe pháp. Vua liền thưa Bồ Tát Diệu Các Tường: "Bồ Tát có lòng đại từ bi, việc con mà đái pháp hy hữu." Bồ Tát nói: "Này đại vương, pháp hy hữu nghĩa là giả sử hằng hà sa số chư Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác trải qua 100.000 kiếp cũng không nói hết." Nghe nói vậy, vua kinh hãi mê muội không vui. Khi ấy tôn giả Đại Ca Diếp nói với vua: "Vua đừng cho rằng hằng hà sa số chư Phật không thể giả nói pháp hy hữu, hay Bồ Tát Diệu Các Tường cũng không thể nói, nhưng vì pháp của chư Phật là không cùng tận, chẳng phải dùng lời nói mà có thể nói bày hết được. Đại vương hãy theo sự ưa thích của mình
mà hỏi Bồ Tát Diệu Cát Tường: Đại sĩ này có vô lượng sức phương tiện tiện xảo, chắc chắn có thể nói pháp hy hữu cho vua. Nghe nói vậy, vua liền tỉnh ngộ và thưa: Vừa nghe Bồ Tát nói, tôi có nghi ngờ, nhờ tôn giả nói rõ khiến tôi tỉnh ngộ. Vua liền thưa Bồ Tát Diệu Cát Tường: Bồ Tát cũng như hàng hà sa số chư Phật đều không thể giảng nói pháp hy hữu. Con nghe như vậy, lòng con trở nên bờ mịch, của xin Bồ Tát quyết nghi cho con. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Này Đại Vương, hàng hà sa số chư Phật đều chẳng phải là không thể giảng nói pháp hy hữu. Pháp không có đối tượng giảng nói, đó là pháp hy hữu. Này Đại Vương, đối với tất cả pháp, tâm không chỗ trụ, pháp ấy không thể giảng nói. Chư Phật Như Lai cũng không thể nói. Đối với chư Phật Thế Tôn, Đại Vương có thấy tướng chân? Vua trả lời không. Bồ Tát lại hỏi: Tâm sinh có thể thấy không? Tâm diệt có thể thấy chăng? Vua trả lời không. Bồ Tát hỏi: Pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp chân thật, pháp hư vọng đều có thể thấy chăng? Vua trả lời: Không thể thấy. Bồ Tát hỏi: Với tất cả pháp có tướng để thấy, với tất cả pháp có gì để nói chăng? Vua trả lời không. Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Này Đại Vương, do nghĩa như vậy nên ta nói pháp hy hữu, hằng hà sa số chư Phật không thể giảng nói. Lại nữa, này Đại Vương, hư không không có tướng, cũng không chuyển động, khói, mây, bụi, xương không thể dính vào. Tánh của hư không vốn là thanh tịnh, không pháp nào có thể làm nhiễm, cũng không pháp nào có thể làm tịnh. Chư Phật Như Lai hiểu rõ tất cả pháp giống như hư không, vì nghĩa đó mà hằng hà sa số chư Phật giả nói không thể hết. Lại nữa, này Đại Vương, tướng trong tướng vô trụ, chư Phật Như Lai an nhiên bất động, hoặc dụng mà thường tịch. Vì sao? Vì pháp không thay đổi. Vì lìa sớ chẳng phải sớ, pháp không thể đắc. Vì lìa các tướng chấp thủ. Đại Vương nên biết, các pháp chẳng phải sinh, cũng chẳng phải không sinh, chẳng lớn, chẳng nhỏ, chẳng chân thật, chẳng phải không chân thật, chẳng phải hữu tưởng, chẳng phải vô tưởng, không tạo tác, chẳng phải không tạo tác, không trí tuệ, không ngu si, không dựa lấy tướng, chẳng phải không dựa lấy tướng, chẳng tập, chẳng tan, không đến, không đi, chẳng điên đảo, chẳng lìa điên đảo, chẳng phải là phiền não, chẳng phải lìa phiền não, chẳng phải tự nhiên, chẳng phải do vật khác sinh. Này Đại Vương, các pháp như hư không, không chuyển động, các pháp không gì bằng vì không bạn bè, các pháp không có hai tướng vì không phân biệt, các pháp không có biên giới vì không thể thấy, các pháp không có lường xét vì chẳng có lớn nhỏ, các pháp không cùng tận vì thường chuyển, các pháp rộng lớn vì hiển bày các pháp giới, các pháp không có chỗ trụ vì không có trong ngoài, chẳng giữa, các pháp không phân biệt vì lìa vọng tưởng, các pháp là thường vì không biến đổi, các pháp là lạc vì không khổ não, các pháp có chủ tể vì lìa vọng chấp, các pháp là thanh tịnh vì không có cấu nhiễm, các pháp tịch tịnh vì luôn lắng trong, các pháp không chỗ thụ đắc vì lìa tướng ngã, các pháp không chỗ lạc vì tướng giải thoát, các pháp không bị thử vì lìa chấp ngã, các pháp không hủy hoại vì lìa các tướng, các pháp một vị vì đồng tánh giải thoát, các pháp một tướng vì lìa các dị tưởng, các pháp đều không vì lìa các kiến, các pháp vô tướng vì lìa tướng thanh tịnh, các pháp vô nguyện vì lìa ba đời, các pháp không ngoài ba đời vì quá khứ, hiện tại, vị lai không thể nắm bắt được, sinh tử niết bàn vốn bình đẳng nên các pháp đều bình đẳng. Này Đại Vương, các pháp như đã như vậy thì phiền não nghi ngờ còn sinh chăng? Vua trả lời không. Vì các pháp đều không nên phiền não nghi ngờ làm sao còn? Bồ Tát Diệu Cát Tường nói: Nếu phiền não không sinh thì pháp không giả nói. Tánh của phiền não là không, nên các pháp bình đẳng, sinh tử niết bàn vốn bình đẳng, phiền não Bồ Đề cũng bình đẳng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quên năm mươi sáu à? Nguyện đem công đức này hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh để trọn thành Phật đạo.